Avezac, giải bài tập full môn, soạn văn hay nhất, học livestream miễn phí, tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu. Vào thư viện app, tải ngay Avezac. Hello everyone, welcome back. Xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học của Vietjet. Và ở video lần này thì cô sẽ cùng chúng ta tiếp tục với bài Looking Back của tiếng Anh lớp 8, bài số 9 với chủ đề là các thảm họa thiên nhiên, Natural Disaster. Vậy thì chúng mình mở giúp cô trang số 34 nhé. Và ở phần Looking Back thì chúng ta sẽ có 3 phần, phần từ vựng, vocabulary, phần ngữ pháp, grammar và phần communication, phần giao tiếp xã hội. Và ở phần từ vựng thì như cô đã giới thiệu ở phần Getting Started thì từ vựng chúng ta sẽ học về các từ vựng liên quan đến các thể loại về thảm họa thiên nhiên cũng như là cách miêu tả nó. Và về phần ngữ pháp thì chúng ta sẽ ôn tập lại cấu trúc của câu bị động cũng như là học thêm thì quá khứ hoàn thành. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn với phần vocabulary, phần từ vựng nhé. Và yêu cầu của bài số 1 phần từ vựng như sau. Match the word 1 to 6 to their definition A to F. Và chúng ta sẽ phải là nối các từ 1, 2, 3, 4, 5, 6 này với cái định nghĩa của nó ở bên cột này, definition của định nghĩa từ A đến F. Và từ đầu tiên chúng ta đã từng liệt kê rồi đúng không nhỉ? Drought, drought. Và drought có nghĩa là hạn hán. Và chúng ta đã vừa mới viết về một cái bài liên quan đến drought, hạn hán ở Long An, đúng không nhỉ? Drought, hạn hán. Mudslide, mudslide có nghĩa là lũ bùn này. Flood, lũ lụt. Tsunami, sóng thần. Tornado, lốc xoáy. Và earthquake là động đất. Và đó là 6 từ mà chúng ta cần nối. Vậy với định nghĩa của nó thì sao? A. A violent storm with very strong winds which moves in a circle. Và ở đây nhất là chúng ta sẽ, nếu mà chúng ta chỉ đọc đến cái a violent storm này thôi thì có lẽ là các bạn ấy sẽ nghĩ đến typhoon đúng không? Nhưng mà ở đây bên này lại không có typhoon này. Còn flood là lũ lụt thôi, ở bên này đang chưa có bão, không có bão. Nhưng mà ở đây là một cái trận bão rất là mạnh á, đúng không? Dữ dội, bão dữ dội này. Và với gió mạnh. Và nhưng mà cơn gió này thì di chuyển như thế nào? Di chuyển trong vòng tròn như thế này. Vậy nếu mà như thế thì nó sẽ là gì? Nó là lốc xoáy đúng không nhỉ? Tornado. Vậy câu số 5 sẽ nối với A. Tiếp theo phần B. A huge wave that can destroy towns near the sea. Và đây là chúng ta để ý cái wave là sóng đúng không nhỉ? Và đây là một cơn sóng lớn, cái mà có thể phá hủy những cái thị trấn gần biển, thị trấn ven biển. Vậy thì ở đây nếu mà nó là sóng rồi thì nó sẽ là tsunami đúng không nhỉ? Ở sóng thần. Tiếp theo câu C. A long period when there's no rain and not enough water for people, animals and plants. Là đây là một khoảng thời gian dài không có nước này, không có mưa và không có đủ nước cho người, động vật cũng như là thực vật. Và nó chính là hạn hán, drought. Câu D. A large amount of water covering an area that is usually dry. Và có nghĩa là một lượng nước lớn bao phủ một khu vực, cái nơi mà thường xảy ra khô hạn. Ok, thì nếu mà là một lượng nước lớn đúng không, mà bao phủ một khu vực thì nó chính là lũ lụt, flood. Thì tiếp theo câu E. A sudden violent shaking of the earth's surface. Shaking này, shaking thì mình nhớ luôn nó là earthquake đúng không nhỉ? Động đất. Và đây là ở đây nó có nghĩa là một sự rung lắc bề mặt trái đất mạnh và đột ngột này, mạnh, sự rung lắc đột ngột và mạnh của bề mặt trái đất. Và nó sẽ chính là earthquake. 64E. Và câu cuối cùng, câu F sẽ đi với lũ bùn đúng không nhỉ? Và chúng ta sẽ dịch xem lũ bùn là gì nhá. A large amount of
mud sliding down a mountain, often destroying buildings and injuring or killing people below. Và có nghĩa là một lượng lớn bùn chảy xuống núi, chảy xuống núi này và thường phá hủy những tòa nhà và làm nghĩa và làm bị thương hoặc là giết hoặc là làm hoặc là kiểu sẽ khiến cho người ta mất mạng ấy, những cái người ở dưới đó, những người bên dưới. Thì đó là lũ bùn. Nó mình cũng thể hiểu nó kiểu gần giống sạt lở đất đấy, mà đây là bùn. Vậy thì bài 1 là bài để chúng ta ôn tập lại các thể loại thảm họa thiên nhiên và định nghĩa của nó, và chúng ta sẽ nhớ nhé. Drought, hạn hán, a long period when there's no rain and not enough water for people, animals and plants. Okay. Mudslide, a large amount of mud sliding down a mountain, often destroying buildings and injuring or killing people below. Flood, a large amount of water covering an area that is usually dry. The tsunami, a huge wave that can destroy towns near the sea. Tornado, a violent storm with very strong winds which move in a circle. Earthquake, a sudden violent shaking of the earth's surface. Okay, và đó là bài số 1. Vậy chúng ta sẽ chuyển sang bài số 2 nhé. Đây là bức tranh về hạn hán này. Yêu cầu của bài số 2 như sau. Use the words from the box in the correct form to complete the sentences. Có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng những từ trong khung để chia động từ sao cho chính xác và hoàn thành những câu sau. Đầu tiên chúng ta có động từ là scatter. Và chúng ta sẽ nhớ là scatter này thì nó sẽ thường đi kèm với cái gì đây nhỉ? Giải cái mảnh vụn đúng không? Debris này. Take thì sự thường sẽ là ở trong cái bài mà bài số 9 này thì chúng ta có học là take shelter là kiếm chỗ trú ẩn, đúng không nhỉ? Evacuate là sơ tán này. Và chúng ta có cái cụm là evacuate the village. Put out, và chúng ta có dập lửa, nhưng mà là dập lửa cháy rừng ấy, thì sẽ là put out the forest fire. Và cuối cùng là provide, thì thường ở trong cái bài số 9 này mình học là provide aid, đúng không nhỉ? Cung cấp viện trợ. Vậy thì chúng ta sẽ xem từ câu 1 đến câu 5 là nó có như vậy không nhá. Câu số 1, emergency workers là các đội cấp cứu đúng không? The village when the river flooded the area. Nó có nghĩa là đội cấp cứu thì đã như thế nào, người dân làng khi mà dòng sông ấy thì đã làm lụt lội cả khu vực. Vậy ở đây thì sẽ là evacuate the village, đúng không nhỉ? Sơ tán người dân. Vậy thì ở đây chúng ta đang phân vân với cái việc là liệu thì cái chỗ này mình sẽ chia thì quá khứ hoàn thành hay quá khứ đơn đây. Thì cô nghĩ là mình sẽ có thể chia thì quá khứ hoàn thành, đúng không nhỉ? Cái hành động mà sơ tán người dân ý thì xảy ra trước hành động mà lũ mà sông dâng lên xong rồi làm lũ lụt cả vùng, đúng không nhỉ? Chứ dâng lên rồi xong rồi làm lũ thì nó hơi khó, nên là chúng ta sẽ dùng thì quá khứ hoàn thành nhé. Ok, vậy câu 1 quá khứ hoàn thành chúng ta sẽ viết là had evacuated the city, đã sơ tán người dân trước khi mà lũ đến. Và câu số 2, rescue workers are still trying to the forest fire. Và lại có cái cụm forest fire. Vừa nãy cô có ôn tập lại thì cái nào sẽ đi kèm với forest fire đấy? Đó chính là cái động từ put out the forest fires, dập lửa. Câu số 2 và đây có to thì sẽ cộng với verb nguyên thể luôn, nên chỉ cần là viết lại thôi là put out chứ không cần chia gì nữa. Dập lửa. Và câu số 3, the strong winds forced the climbers to shelter. Cơn gió mạnh đúng không? Thì khiến cho làm cho những người leo núi thì phải tìm chỗ trú ẩn, shelter này. Và chúng ta có cụm là
take shelter, tìm chỗ trú ẩn. Và đây là to verb rồi, to cộng với verb nguyên thể nên chỉ cần giữ nguyên động từ take thôi. Vậy còn câu số 4, many countries have food and other material aid to the hurricane victims. Ok, ở đây thì chúng ta có một cái là hurricane. Hurricane nó cũng là cơn bão này. Vậy thì hurricane này, xong rồi storm và typhoon thì nó sẽ khác gì với nhau đây? Nó sẽ có một, nó sẽ khác một vài chỗ nhá. Bởi vì tại sao? Ok, sau khi mà cô làm xong cái bài số 2 này thì cô sẽ giải thích cho chúng mình nhé. Và ở đây chúng ta có aid, đúng không nhỉ? Provide food and other material aid là cung cấp những cái sự giúp đỡ, đúng không? Cung cấp thực phẩm này và trợ cấp những cái vật dụng khác cho những người dân bị nạn trong cơn bão cuồng phong đó. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ dùng với động từ là provide. Và ở đây có have thì sẽ phải cộng với phân từ 2, đúng không nhỉ? Nên ở đây cô sẽ dùng là provided thêm ed. Và câu số 5, câu cuối cùng, debris from collapsed building was across the whole area. Và ở đây debris thì sẽ đi cùng với động từ scatter, đúng không? Scatter. Và ở đây chúng ta có to be worse này và cộng với động từ. Vậy thì động từ đấy sẽ phải là phân từ 2 để nó thành câu bị động, đúng không nhỉ? Và câu này có nghĩa là những mảnh vụn từ những tòa nhà sụp đổ ấy, thì đã được vung vãi khắp khu, đúng không? Khắp khu vực đó. Vậy thì ở đây sẽ là phân từ 2 của động từ scatter là thêm ed. Ok, và đó là bài số 2. Vậy thì quay lại cái sự khác biệt của hurricane này, typhoon nhé. Ok, và cái đó thì nó chỉ khác nhau ở cái nghĩa là những khu vực nó sẽ dùng các từ để chỉ khác nhau. Đây, vậy thì cô sẽ viết đọc thêm cái từ hurricane ở trong cái cột này. Nó cũng là bão thôi. Vậy thì sự khác nhau của nó là gì? Là ok, cô sẽ khoanh tròn lại những cái đó nhé. Đầu tiên là typhoon. Thứ hai là tornado, đúng không? Bởi vì vừa nãy chúng ta có để ý là tornado thì nó cũng dịch là một trận bão. Mặc dù nó là mình dịch tiếng Việt ra thì nó sẽ là lốc xoáy này. Và hurricane cũng là bão này. Và bên cạnh đó ấy, thì chúng ta có thêm một cái nữa là tropical tropical storm rồi, đúng không? Cyclone. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có tropical cyclone nữa. Nó chính là tropical storm. Và cái từ này thì sẽ không phải là si, cái chữ này nó là sai. Tropical cyclone. Vậy thì quay lại typhoon. Nó vừa nãy cô có nói là typhoon này, a tornado này, hurricane và tropical cyclone, đúng không? Thì nó sẽ khác nhau ở cái nơi, cái địa điểm mà cái này nó xảy ra. Và ở đây thì chúng ta có là chúng ta sẽ phải liên quan đến những cái ví dụ như là đại dương ấy, cái đại dương. Ví dụ như là ở Đại Tây Dương và Đông Bắc Thái Bình Dương thì chúng ta sẽ sử dụng là hurricanes. Ok. Atlantic này. Hurricane thì sẽ là kiểu Atlantic sẽ gọi này. Đại Tây Dương hoặc là Đông Bắc Thái Bình Dương.
Northeast Pacific. Thì sẽ dùng cái từ hurricane để chỉ bão này. Và bên cạnh đó thì Tây Bắc Thái Bình Dương, Northwest Pacific, thì sẽ gọi là typhoon hay là cyclone. Này. Typhoon ở đây thì nó sẽ xuất hiện ở Northwest Pacific này. Typhoon thì sẽ Northwest Pacific, còn cyclone thì sẽ nằm trong cái thì nó sẽ xuất hiện ở ở đây. Cyclone, tropical cyclone thì nó sẽ là South Pacific, Nam Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương nữa. Indian Ocean. Thì đó, mặc dù mình vẫn dịch nó là bão thôi, nhưng mà nó sẽ khác nhau là ở kiểu dạng là tôi ở chỗ này thì tôi sẽ gọi nó là tropical cyclone, còn tôi ở chỗ khác thì tôi sẽ gọi nó là typhoon, kiểu dạng vậy. Thì chúng ta sẽ để ý cái đó nhá. Và ở đây có một sự khác biệt nữa là tornadoes và hurricanes. Tornado, lốc xoáy đúng không? Thì nó có được nốt lại một chỗ là lốc xoáy ấy, thì chỉ thì sẽ thường xảy ra ở trên mặt đất. Land này. Còn hurricane, bão thì sẽ thường xảy ra ở trên biển. Ocean. Và bên cạnh đó thì tornado, lốc xoáy ấy, thì nó sẽ rất là ngắn thôi, và thường thì chỉ dao động từ khoảng từ vài giây hoặc là đến vài giờ. Còn hurricane, bão thì nó sẽ thường kéo dài trong khoảng từ kiểu dạng hàng ngày, hàng kiểu dạng vài ngày vài tuần ấy. Đó thì liên quan đến hurricane và tornado. Và bên cạnh đó nữa thì là cái tropical storm và hurricanes. Tại sao lại có như thế? Thì thực ra là theo cái Atlantic hurricane ấy, thì là nó sẽ chia ra là kiểu dạng như là male hay là female name ấy, tên thuộc tính nam hay là tên thuộc tính nữ ấy. Thì ok, cái đấy thì chúng ta sẽ không cần quan tâm cho lắm, mà chúng ta sẽ để ý giúp cô nhá, là typhoon, tropical storm, tornado, hurricane và tropical cyclone thì nó đều có thể được gọi là bão nhé. Nhưng tornado thì nó sẽ đặc biệt hơn là nó là lốc xoáy. Ok, lốc xoáy. Và tornado khác biệt với hurricane là nó sẽ xảy ra ở trên mặt đất, còn hurricane thì sẽ xảy ra trên biển. Và nó sẽ có sự khác nhau giữa cái địa điểm mà cái đấy nó xảy ra, thì nó sẽ được gọi bằng cái tên khác nhau. Ok, vậy thì đó là về liên quan đến từ vựng, và cô có giải thích thêm một chút. Và đây là đáp án của bài số 2. Chúng ta sẽ lại giúp cô nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang phần ngữ pháp, phần số 3 liên quan đến câu bị động. Và yêu cầu của bài số 3 như sau. Decide which of the sentences can be changed to passive voice. Write them down. Explain why two of them cannot. Nghĩa là sẽ có hai cái câu không thể nào chuyển sang câu bị động được đây. Và yêu cầu của bài số 3 là chúng ta sẽ phải xem là những câu nào dưới đây thì có thể chuyển thành câu bị động. Và nếu mà có thể chuyển ý, thì chúng ta sẽ chuyển nó sang câu bị động. Và nếu mà không chuyển được thì phải giải thích là tại sao trong hai số này lại không thể nào chuyển được nhá. Ok, vậy thì chúng ta sẽ ôn lại là những câu nào thì không thể nào mà những câu nào thì có thể chuyển sang câu bị động, còn những câu nào thì không này. Đối với câu bị động, cấu trúc của nó là chủ ngữ cộng với phân to be, phân từ 2, đúng không? Chủ ngữ cộng với to be và phân từ 2. Và sự khác biệt của nó chính là
chỉ có những cái động từ nào mà đi kèm với tân ngữ đằng sau thì mình mới có thể chuyển sang thành câu bị động thôi, đúng không? Còn lần trước cô cũng có lấy một cái ví dụ là động từ go này, đúng không? Hoặc là động từ to be, ví dụ như là I am a student này, thì câu đấy cũng không thể nào chuyển sang câu bị động được, bởi vì tôi cần phải có một cái tân ngữ để lên làm chủ ngữ, đúng không nhỉ? Thì chúng ta sẽ chỉ cần nhớ được cái đấy thôi. Tiếp theo, vậy thì câu số 1 chúng ta sẽ xem là nó có thể chuyển được không nhá. Mr. Smith will collect the ticket. Là ông Smith, đúng không? Thì sẽ thu những cái vé đó. Vậy ở đây này, chúng ta xem là câu này nó có tân ngữ không? Ở đây chúng ta có xác định được động từ của nó là collect, đúng không? Động từ. Chủ ngữ là Mr. Smith và tân ngữ là the ticket. Vậy thì câu này có thể chuyển sang câu bị động được. Vậy thì chuyển như thế nào? Lấy tân ngữ lên làm chủ ngữ là the ticket. Chuyển verb sang phân từ 2 là collect. Và đây sẽ là collected này. Collected. Will thì vẫn sẽ là will thôi, đúng không? Và thêm to be. To be ở trước phân từ 2. Will cộng với verb nguyên thể nên to be sẽ là will be. Collected. Và bởi ai? Bởi ông Smith, đúng không nhỉ? By Mr. Smith. Ok, đó là câu số 1. Vậy còn câu số 2. The student put on a play at the end of term. Và a play này sẽ là vở kịch nhá. Và câu này có nghĩa là học sinh ý thì dựng một vở kịch vào cuối kỳ. The student là chủ ngữ, put on là động từ và a play là tân ngữ. Còn at the end of term thì sẽ là thời gian. Chuyển tân ngữ lên làm chủ ngữ sẽ là a play. Put này thì mình có thể hiểu nó là câu chủ động. Nó có thể là thể hiện tại đơn hoặc là quá khứ đơn. Nhưng mà bởi vì ở đây có lẽ là nó đang kể lại những cái mà đã xảy ra rồi, nên put này sẽ là ở quá khứ nhá. Và sang phân từ 2 vẫn sẽ là put thôi. Thêm to be ở quá khứ đơn sẽ là was were. Và a play là so it, nên cô sẽ dùng là was put to be phân từ 2 rồi này. Và ở đây bởi học sinh, đúng không nhỉ? By the student. Và bởi vì là thời gian hoặc là địa điểm thì như thế nào nhỉ? Địa điểm đứng trước by, còn thời gian thì đứng sau, đúng không? Vậy thì cô sẽ thêm cái thời gian ở đây là at the end of term nhé. Đây. Thì chúng ta chép thêm giúp cô cái at the end of term ở chỗ này nhé. Và đó là câu số 2. Vậy câu số 3. Jim is always late for work. Chủ ngữ cộng với to be này, cộng với tính từ muộn. Vậy thì đối với câu số 3 này mình có thể chuyển sang câu bị động được không? Và câu trả lời là không. Bởi vì sao? Nó dùng động từ là to be cộng với tính từ, nghĩa là nó không có tân ngữ ở đây. Vậy không có tân ngữ tôi không thể nào chuyển sang câu bị động được. Thì đó là lý do tại sao câu số 3 không thể nào chuyển sang câu bị động được nhé. Vậy thì còn câu số 4 thì sao? Julia took the message. Có nghĩa là Julia thì gửi tin nhắn, đúng không nhỉ? Julia là chủ ngữ này, động từ là took và tân ngữ là the message. Vậy chuyển tân ngữ lên làm chủ ngữ là the message. Và trong câu chủ động thì nó đã dùng thì quá khứ, đúng không nhỉ? Và chuyển verb sang phân từ 2 là taken. Quá khứ to be của quá khứ đơn là was, were. The message là so it, nên cô sẽ dùng to be là was. The message was taken và bởi Julie. Tên riêng chắc chắn không thể nào bỏ bài được rồi. Vậy còn câu số 4. A local artist painted the picture. Và có nghĩa là bức tranh. Nghĩa là cái người họa sĩ địa phương thì đã vẽ cái bức tranh đó. Vậy a local artist là chủ ngữ này. Painted là động từ và the picture là tân ngữ. Lấy tân ngữ lên làm chủ ngữ là the picture. Và painted sang phần thứ 2 vẫn sẽ là painted. Trong câu chủ động thì painted thì nó dùng thì hiện quá khứ đơn, đúng không nhỉ? Quá khứ đơn nên cô sẽ mượn theo động từ là sẽ mượn to be là was hoặc là were. Vậy the picture là so it nên sẽ dùng to be là was painted. Và bởi ai? Bởi một người họa sĩ địa phương.
A local artist. Ok, đó là câu số 5. Vậy thì còn câu số 6. They arrived at the theater at 8:30 p.m. Họ thì đến đến rạp chiếu phim đúng không? Vào lúc 8 giờ tối. 8 rưỡi tối. Vậy thì cái động từ arrive này nó giống với động từ go này, giống với động từ come đúng không nhỉ? Đều là chỉ cái động từ đi lại ấy, động từ phương hướng. Vậy thì ở đây nó có cái tân ngữ không? Không, đúng không? Đây chủ ngữ này arrive động từ này và at the theater là ở địa điểm. At 8:30 p.m. là thời gian. Vậy không hề có một tân ngữ ở đây nên câu số 6 cũng không thể nào chia sang câu bị động được nhé. Thì đó là lý do tại sao câu số 6 không chia được sang câu bị động. Ok, vậy thì cô nghĩ là thông qua bài số 3 này thì chúng ta cũng có thể nhớ được hơn một chút về các về các lý thuyết liên quan đến câu bị động được rồi nhé. Và chúng ta sẽ nhớ giúp cô là thời địa điểm sẽ để trước by và thời gian sẽ để đằng sau nhé. Và bên cạnh đó thì là chủ ngữ nếu là động nếu là danh từ bất định everyone, they, someone thì sẽ không chia by. Và bên cạnh đó thì nếu mà là đại từ bất định nhưng mang ý nghĩa phủ định thì bởi vì là mình đã bỏ by rồi nên mình sẽ phải nhớ là thêm cái phủ định vào cái to be này nhé, để cho nó cùng với để cho nó đúng nghĩa. Được chưa nhỉ? Vậy thì đó là phần bài số 3 liên quan đến câu bị động. Chúng ta sẽ chuyển sang bài số 4 nhé. Yêu cầu của bài số 4 như sau. Match the two parts to make complete sentences. Có nghĩa là chúng ta sẽ phải nối hai phần này với nhau để hoàn thành câu. Và chúng ta có 6 phần ở cột bên này và ok cũng tương tự 6 phần. Và câu đầu tiên. Và đối với cái bài số 4 này thì nó liên quan đến thì quá khứ hoàn thành, đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ ôn tập lại một chút về cấu trúc của quá khứ hoàn thành nhé. Đầu tiên, chúng ta có cấu trúc của quá khứ hoàn thành là chủ ngữ cộng với had phân từ 2, đúng không? Chủ ngữ cộng had phân từ 2. Và thì quá khứ hoàn thành thì nó thường luôn luôn sẽ đi với thì quá khứ đơn. Bởi vì lý do tại sao thì quá khứ hoàn thành diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động trong quá khứ đơn. Cái này sẽ phải xảy ra trước cái này. Đúng chưa? Xảy ra trước. Và thường đối với cái câu quá khứ hoàn thành thì nó sẽ thường đi kèm với các cấu trúc như sau. After, before, by the time, hoặc là when. After mang nghĩa là sau khi tôi làm cái hành động A thì tôi làm hành động B, đúng không nhỉ? Vậy sau khi tôi làm quá khứ hoàn thành thì tôi làm quá khứ đơn, đúng không? Thì nó mới đúng với cái cách dùng là quá khứ hoàn thành xảy ra trước quá khứ đơn. Sau khi tôi làm quá khứ hoàn thành thì tôi làm quá khứ đơn. Vậy trước khi tôi làm cái hành động A thì tôi đã làm hành động B. Vậy thì cái hành động B này xảy ra trước hành động A. Vậy hành động nào xảy ra trước cô sẽ chia thì quá khứ hoàn thành. Với này sẽ là quá khứ hoàn thành này. Còn với này sẽ là quá khứ đơn. Được chưa? Còn by the time có nghĩa là tính đến cái thời điểm tôi làm cái này thì cái này xảy ra rồi. Tính đến cái thời điểm tôi làm cái A thì cái B đã xảy ra rồi. Vậy cái A ở đây sẽ là thì quá khứ đơn. Bởi vì cái này B xảy ra rồi, nghĩa là B xảy ra trước, phải là quá khứ hoàn thành, hết phân từ 2. Còn tương tự với when cũng sẽ cộng với quá khứ đơn. Và với còn lại sẽ là quá khứ hoàn thành. Nó cũng sẽ dịch là tính đến cái thời điểm tôi làm cái verb ed này, quá khứ đơn này, thì cái hành động quá khứ hoàn thành đã xảy ra xong rồi. Thì đó là cấu trúc của thì quá khứ hoàn thành. Vậy thì chúng ta sẽ xem nhé. Xem bài 4 chúng ta sẽ làm như thế nào này. Câu số 1. After a plane had landed, chúng ta có động từ land là đất, danh từ land là đất đúng không nhỉ? Và ở trong cái này land là hạ cánh. Vậy sau khi máy bay của chúng tôi hạ cánh thì như thế nào? Chúng ta sẽ xem A nhé. We learned they had lost our reservation. Thì chúng tôi thì nhận ra được đúng không? Chúng ta nhận ra được là họ thì đã làm mất làm lạc mất cái phiếu đặt phòng của chúng tôi ấy.
Vậy thì liệu có đúng không nhỉ? Sau khi mà hạ cánh thì nhận ra rằng họ là ai thì lại không biết, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ để đấy xem nhá. Câu số B này, until I decided to study abroad, là cho mãi tới khi mà tôi quyết định đi du học, thì nó không hợp lý này. Before I finished eating my meal, đã có after rồi thì sẽ không kiểu before như thế này nữa, nên bỏ qua. Tiếp theo, we waited an hour for our luggage. Và ở đây là chúng tôi đã chờ một giờ đồng hồ để lấy hành lý. Vậy thì sau khi hạ cánh thì chúng tôi lấy hành lý, cũng hợp lý đúng không nhỉ? Vậy câu số 1, tôi sẽ đi với câu D. Vậy câu số 2 này, we found out the train had left, là chúng tôi nhận ra là tàu hỏa thì đã rời đi rồi. Vậy thì tàu hỏa rời đi nghĩa là sau khi thế nào thì chúng tôi nhận ra là tàu hỏa rời đi, đúng không nhỉ? Vậy thì xem nhá. Mất cái đặt phòng không đúng này, quyết định đi du học này không này, trước khi mà chúng tôi ăn xong cái bữa ăn của chúng tôi, thì nếu mà trước khi tôi làm cái này thì về còn lại sẽ phải là quá khứ hoàn thành, thì cũng không đúng này. D thì đã dùng rồi này. Và I noticed I have left my past at home. My past hay là my passport nhỉ? Ok, cái my past này thì là nó viết tắt của passport nhá, hộ chiếu. Vậy thì chúng tôi nhận ra rằng tàu thì đã rời đi. Tôi thì nhận ra rằng tôi đã để quên cái hộ chiếu của tôi ở nhà, không hợp lý. Và chúng tôi nhận ra rằng tàu đã rời đi 10 phút trước, đúng không? 10 minutes before, 10 phút trước khi mà chúng tôi đến cái ga tàu. Vậy thì ở đây, the station này, xong rồi rời đi trước 10 phút đó thì nó hợp lý, đúng không nhỉ? Vậy câu 2 sẽ đi với F. Và cả câu 2 nó sẽ là we found out the train had left 10 minutes before we got to the station. Chúng tôi thì đã nhận ra là tàu hỏa đã rời đi 10 phút trước khi mà chúng tôi đến ga. Tàu hỏa rời đi trước khi cái lúc chúng tôi đến ga, đúng không nhỉ? Và câu số 3, when we got to the hotel, khi mà chúng tôi đến khách sạn, thì chúng tôi mới biết rằng là khách sạn ấy, họ ấy thì đã làm mất cái, thì họ đã kiểu, họ đã làm mất cái đặt phòng của chúng tôi, kiểu rằng là họ bị, kiểu họ bị pass cái đấy, ấy, bị mất, hoặc là kiểu không biết là chúng tôi đã đặt phòng ấy, kiểu dạng như vậy. Nghĩa là chúng tôi đã đặt phòng rồi và người ta cũng đã xác nhận rồi, nhưng mà khi đến thì người ta lại bảo là chưa thấy đặt phòng, thì kiểu dạng như vậy thì nó sẽ là lost our reservation. Vậy thì đối với cái reservation này thì nó quá liên quan đến với cái the hotel rồi, đúng không? Vậy thì câu 3 sẽ đi với câu A. Và ở đây cái hành động nào xảy ra trước? Cái hành động mà họ, đúng không? Họ làm mất cái đặt phòng của chúng tôi xảy ra trước cái hành động mà chúng tôi đến khách sạn. Vậy thì còn câu số 4, I had never really traveled. Tôi chưa từng, đúng không? Tôi chưa bao giờ đi du lịch. Và tôi chưa từng đi bao du lịch, nghĩa là trước khi tôi làm gì thì tôi chưa từng đi, đúng không? Vậy trước khi mà tôi đi, tôi quyết định đi du học ấy, thì tôi chưa từng đi du lịch này. Hay là trước khi mà tôi hoàn thành xong bữa ăn của tôi thì tôi chưa từng đi du lịch, không hợp lý rồi, đúng không? Và tôi nhận ra rằng là tôi đã để, ở đây là had left này, ở đây cũng là had travel, hai câu quá khứ hoàn thành không hợp lý. Vậy thì câu số 4 chỉ còn đáp án B thôi. Và câu này có nghĩa là tôi chưa bao giờ thật sự là đi du lịch ý, cho đến khi tôi quyết định đi du học. Vậy thì còn câu số 5, the waiter had taken my plate, là người phục vụ đã lấy đĩa của tôi trước, đúng không? Là trước khi mà tôi hoàn thành xong bữa ăn của tôi, lấy đĩa xong rồi hoàn thành bữa ăn thì nó hợp lý, nó đi kèm với nhau này. Vậy nghĩa là cái hành động mà tôi hoàn thành bữa ăn ấy, tôi còn chưa làm xong thì bồi bàn đã lấy rồi. Thì đó là câu số 5 nhá. Vậy thì còn câu số 6 thì sao? As I stepped onto the bus, khi mà tôi bước lên xe buýt ý, thì tôi mới nhận ra rằng tôi đã để hộ chiếu của mình ở nhà rồi, đúng không nhỉ? Đó, câu số E. Hành động tôi để cái hộ chiếu của tôi ở nhà sẽ xảy ra trước hành động mà tôi sẽ xảy ra trước hành động mà tôi bước lên xe buýt. Và đó là câu số 4. Vậy thì còn câu số 5, chúng ta sẽ làm sang câu bài số 5 nhé. Imagine 5 bad things that happened to you yesterday. Tưởng tượng 5 cái điều xấu mà đã xảy ra cho bạn ngày hôm qua, và chúng ta sẽ viết chúng xuống đây. Ví dụ, someone stole my bike. Ai đó thì đã lấy trộm xe đạp của tôi này.
và my sister broke my computer. Em tôi thì đã làm vỡ cái máy tính của tôi. Ok, vậy thì tại sao lại làm cái hoạt động như thế này nhỉ? Ok, vậy thì cô vẫn sẽ viết giúp chúng mình nhá. Và ở đây thì cô thấy là họ đang dùng thì quá khứ đơn đúng không? Chúng ta sẽ dùng thì quá khứ đơn này. Vậy thì cái mà chúng ta hay gặp nhất là đi học muộn đúng không nhỉ? I went to school late. Đó là một cái điều tệ mà đã xảy ra với tôi này. Hoặc là gì? Vừa nãy câu số 1 thì đã kiểu ai đó lấy xe đạp rồi này. Thì mình có thể là my friends, thôi một bạn thôi, my friends took my pen. Bạn của tôi thì đã lấy cái bút mực của tôi này. Và bên cạnh đó thì cũng có thể là mẹ đúng không? Mẹ thì mắng tôi vì chuyện học tập của tôi này. My mother shouted at me about my study, vì cái việc học của tôi. About my study. Và câu số 4 có thể là bởi vì là máy tính này, bút hay là ấy thì điều ấy rồi. Thì hoặc là chúng ta có thể là quên, đúng không? Quên mang sách đi. I forgot to bring, thôi quên mang vở đi, my notebook. Và còn câu số 5 thì có thể là mất tiền cũng được đúng không? Mà thôi thôi không mất tiền nữa. Có thể là tôi bị xảy ra với mình hả? Ok. I had to do my homework. Phải làm bài tập về nhà. Until 12 p.m. cho đến tận 12 giờ đêm. Thì đấy cũng là một cái điều tôi cảm thấy rất là tồi tệ đúng không? Thì đó là câu số 5A. Tưởng tượng là 5 cái điều mà không tốt đã xảy ra với mình. Thì chúng ta chỉ cần viết câu đó, câu ở thì quá khứ đơn thôi. Thì chúng ta sẽ xem là có những câu, có những cái điều gì mà đã xảy ra với mình thì chúng ta viết như vậy. Vậy thì còn câu số 5B yêu cầu như thế nào đấy? Work in groups. Add time clauses to your sentences at the following example. Nghĩa là chúng ta sẽ làm việc theo nhóm này và thêm mệnh đề chỉ thời gian cho những cái câu mà chúng ta đã đặt ở phần 5A. Và chúng ta có thể xem những cái ví dụ ở sau. Và chúng ta sẽ phải nhớ là sẽ cái mệnh đề chỉ thời gian đó sẽ phải dùng thì quá khứ hoàn thành. Ví dụ là cho cái ví dụ someone stole my bike này, là khi mà tôi thức dậy vào buổi sáng ấy, thì buổi sáng ngày hôm qua thì ai đó đã lấy mất xe của tôi rồi. Thì nghĩa là cái việc mà ai đó, đúng không? Cái việc mà tôi đây, nghĩa là cái phần 5A này này, tôi đang dùng quá khứ đơn. Thì bây giờ tôi dùng thì quá khứ hoàn thành để diễn tả là khi mà tôi dậy, cái hành động này đã xảy ra trước một cái hành động nào đó rồi. Và đây là khi mà tôi dậy này. Tiếp tục này, khi mà tôi về nhà ấy, thì em của tôi thì đã làm vỡ máy tính của tôi rồi. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển câu số 2, những cái câu này sang câu, sang quả khứ hoàn thành và thêm mệnh đề nhé. Và đầu tiên chúng ta có là I went to school late, đi học muộn đúng không?
Thì sẽ là I had gone to school late này. Mà cũng không cần phải là mấy vế nào dùng câu quá khứ hoàn thành cũng được đúng không? Thì bây giờ cô sẽ dùng cái khác đi. Tôi đi học muộn. Hoặc là khi mà tôi đến lớp ấy đã đi học muộn. Các hành động đi học muộn sẽ xảy ra trước hành động nào hả? Ok, khi mà cô giáo tôi đến lớp thì cô ấy biết là tôi đã đi học muộn rồi. Nghĩa là cái hành động mà tôi đi học muộn ấy xảy ra trước hành động mà cô đến lớp, đúng không? When my teacher came to class, she knew that. Cô ấy biết rằng. She knew that I had gone to school late. Cô ấy biết là tôi đã đi học muộn. Thì đó là câu số 1. Vậy còn câu số 2, bạn tôi đã lấy bút của tôi này. Trước khi hoặc là trước khi mà tôi lên trước khi mà tôi về nhà ấy thì bạn tôi đã lấy bút của tôi đúng không? Hoặc là mãi đến khi mà tôi về nhà ấy thì tôi mới biết là bạn tôi lấy bút của tôi. By the time I came home. Thì cái thời điểm mà tôi về nhà ấy thì tôi mới nhận ra rằng I realized that my friend had taken my pen. Đã lấy bút của tôi. Còn câu số 3 là mẹ thì mắng tôi vì việc học của tôi đúng không? Thì cũng có thể là khi mà bố tôi về nhà ấy, đúng không? Thì mẹ đã mắng tôi rồi. When my father came home. Thì tôi đã bị mắng xong rồi. My mom had shouted at me about my study. Đó là câu số 3. Vậy thì câu số 4 là quên mang vở đúng không? Thì là có nghĩa là khi mà tôi đến trường thì tôi nhận ra là tôi đã quên mang vở à? Mặc dù là tôi đã làm nhưng mà tôi lại quên không mang. Mà nó lại không đang dùng thì quá khứ hoàn thành này. Thôi, cũng được. Although I had done my homework. Mặc dù là tôi đã làm bài tập về nhà đúng không? Thì bởi vì là cái hành động này, hành động quên xảy ra trong quá khứ. I forgot to bring my notebook. Mặc dù tôi đã làm rồi nhưng mà tôi lại quên không mang vở. Và còn câu số 5. Tôi đã phải làm bài tập về nhà cho tới 12 giờ đêm. Thì sẽ là trước khi mà tôi đi ngủ đúng không? Before I went to bed. I had to do my homework. I had to. Câu này thì sẽ phải dùng quá khứ hoàn thành. I had to do my homework. Hoặc là I had done. Đều được nhá. I had done my homework.
Nếu mà cô dùng là had, had to thì là kiểu tôi đã phải ấy. Còn had done là tôi đã làm thôi, chứ không cần là phải nữa. Thì đó là những cái ví dụ mà cô có thể gợi ý giúp cho mình ở phần 5, 5A và 5B. Vậy thì chúng ta có thể tham khảo và viết những cái câu mà thực sự xảy ra với chúng ta bằng cách là viết câu một câu là quá khứ đơn và một câu là quá khứ hoàn thành nhé. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần giao tiếp xã hội, communication. Và communication thì chúng ta sẽ chỉ có một bài phần số 6 thôi. Và yêu cầu của phần số 6: read the news headlines in pairs. Use the expression from the box in getting started to respond to them. Và yêu cầu của bài số 6 là chúng ta sẽ đọc những cái tiêu đề của những cái tin tức dưới đây này. Và chúng ta sẽ làm theo cặp, sử dụng những cái cấu trúc biểu đạt từ phần getting started để có thể trả lời những cái headline này. Và chúng ta nhớ là trong phần getting started thì chúng ta cũng có nốt lại những cái là respond to good news và respond to bad news, đúng không nhỉ? Và đây chính là cái này cô đã nốt lại rồi này. Vậy thì đối với cái chúng ta có ví dụ trước nhá. It say here that nó nói rằng, đúng không? A 6-year-old girl was rescued from a forest fire by her pet dog. Và nó nói rằng là đứa bé 6 tuổi ấy, thì được giải cứu bởi được cứu ra khỏi cơn vụ cháy rừng bởi con thú cưng của cô ấy là con chó ấy. Và response là wow, thật là thú vị, đúng không? That's amazing. Vậy headline tiếp theo là hundreds of homes damaged or destroyed in Haiti by tornado. Là hàng trăm ngôi nhà bị thiệt hại hoặc là phá hủy ở Haiti bởi cơn lốc xoáy. Đúng không? Thì chúng ta có thể nói là people say that hundreds of homes damaged or destroyed in Haiti by tornado. Vậy thì bên cạnh cái it say that thì chúng ta có thể dùng là people say that để tường thuật lại cái câu đó. Và cộng với cái headline đó là it is said that Ok, chúng ta sẽ dùng những cái này interchangeable với nhau nhé. Vậy thì people say that hundreds of homes damaged or destroyed in Haiti by tornado. Và đây là bad news, đúng không nhỉ? Bad news thì chúng ta sẽ nói là oh no, that's terrible, that's awful, oh dear, how terrible, that's shocking, đúng không nhỉ? Chúng ta có thể dùng những cái đó. Vậy thì tiếp theo, it is said that earthquake survivors found under debris after 10 days. Và mọi người thì nói rằng những người sống sót trong trận động đất đó thì đã được tìm thấy dưới những mảnh vụn sau 10 ngày. Thì chúng ta thì đây, mặc dù là sau 10 ngày nhưng mà được cứu ra rồi, đúng không? Thì nó cũng là good news, thì chúng ta có thể nói là ồ, thật là nhẹ nhõm, that is a relief. Và tiếp theo, temporary accommodation set up for volcanic victims. Là những cái chỗ ở tạm thời, đúng không? Thì đã được dựng lên cho những nạn nhân của vụ núi lửa. Thì chúng ta có thể nói rằng it say here that temporary accommodation set up for volcanic victims. Và chúng ta có thể trả lời là đây là good news, đúng không? Thì chúng ta có thể trả lời là wow, that's great. Oh, thật là tuyệt, đúng không? Hoặc là that's awesome. Tiếp theo là $1 million raised for typhoon victims in the Philippines so far. Là $1 triệu, đúng không? Thì đã được quyên góp cho những nạn nhân của vụ bão nhiệt đới ở Philippines gần đây. Thì chúng ta có thể nói rằng it is said that, nó nói rằng $1 million raised for typhoon victims in the Philippines so far. Và đây là một cái tin tốt, thì chúng ta có thể dùng là how wonderful, thật là tuyệt vời, đúng không? Hoặc là that's awesome. Và cuối cùng, people say that debris finally cleared by rescue teams. Và mọi người nói rằng là những mảnh vụn cuối cùng ấy thì cũng đã được dọn dẹp bởi đội cứu hộ. Thì đây vẫn là một cái tin tốt, thì chúng ta có thể nói là oh, how wonderful, đúng không? That's awesome.
thì để respond lại cái tin tức đó nhé. Ok, chúng ta có thể nốt lại giúp cô là respond to good news và bad news như thế nào. Mặc dù cái này thì chúng ta đã nốt lại rồi thì, nhưng mà hôm nay thì chúng ta sẽ ôn tập lại một chút. Và đó, phần số 6 của phần giao tiếp xã hội cũng đã kết thúc phần bài looking back của ngày hôm nay. Cảm ơn chúng mình đã lắng nghe. Goodbye! Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.